Đây là nam MC duy nhất công khai phỏng vấn nam em giữa loạt trò lố PR bẩn. Nam em bất ngờ xuất hiện trong một talk show sau loạt ồn ào phát ngôn thiếu kiểm soát. Mới đây, talk show gặp ai nói gì có sự góp mặt của nam em và MC Vũ Mạnh Cường đã được đăng tải lên YouTube. Nhìn trang phục mà nam em mặc, khán giả nhận ra thời điểm ghi hình chương trình này là cách đây không lâu. So sánh với các hoạt động do chính nam em chia sẻ trên trang cá nhân, khán giả đoán chương trình được thực hiện đúng lúc Nam Em thu âm album và phát hành MV mới. Từ sau những phát ngôn ồn ào và bị phạt 37,5 triệu đồng, đây là lần đầu tiên Nam Em tham gia talk show. Việc Vũ Mạnh Cường xuất hiện bên Nam Em cũng gây chú ý, bởi trừ Quế Vân thì Vũ Mạnh Cường là nghệ sĩ duy nhất không né tránh Nam Em ở thời điểm hiện tại. Trong chương trình, Nam Em thẳng thắn nói về những chỉ trích dành cho cô sau loạt livestream thiếu kiểm soát. Khi được MC hỏi rằng cô gái hiền lành Nguyễn Thị Lệ nam em của thời thi hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long ở đâu rồi mà bây giờ chỉ thấy nam em như hiện tại. Người đẹp 90 bày tỏ cô bé hiền lành vẫn còn, chỉ là cô bé bị ăn hát. Yếp. Nếu như không bị lợi dụng và ăn hát. Yếp nữa. C. O. B. É e đó sẽ tự động quay lại. Nam em nói thêm, cô không xem ca hát chỉ là công việc, đối với người đẹp 9-10, ca hát thực sự là đam mê. Nam em kể cô đã đầu tư rất nhiều cho âm nhạc và không mưu sinh kiếm sống bằng nghề hát. Tại vì đam mê lớn quá, cái nư muốn làm lớn. Chẳng hạn như làm đêm nhạc Love Story ở nơi nhỏ thôi nhưng không, mình đưa ra sân vận động. Đó là sự tham lam. Mình dành dụng tê, yên để làm điều đó. Đi hát được bao nhiêu tê, yên đầu tư làm sản phẩm đăng lên YouTube hết. Hôm trước có bà chị gọi điện nói là, chị lại em em làm ơn khóa hết mạng xã hội và nghỉ ngơi một thời gian xem có ai làm gì em không. Lúc đó em nói là em không có tê. Yên. Làm nghề bao lâu nay có bao nhiêu tê? Yên em đầu tư sản phẩm hết, giờ không có gì. Chị muốn em khóa thì chị qua lo cơm nước cho em đi rồi em nghỉ. Trước đó, nam em gây ra hàng tá lùm xùm vì liên tục livestream nói năng lung tung. Hết bốc phốt các nghệ sĩ, nam em lại mắng khán giả là công kích, dẫn dắt cô làm điều sai trái. Chưa hết, Nam em còn đổ thừa khán giả là lý do khiến cô quay lại với bạn trai bùi hữu cường sau cuộc cãi vã tưởng chừng không thể hàn gắn. Những phát ngôn thiếu kiểm soát của nam em làm khán giả vô cùng ngán ngẩm, nhiều người khuyên nam em nên dừng tiêu cực và bớt tạo ra trò lố nhằm mục đích PR cho em vì mới. Nếu có tự trọng, nam em cần nhìn lại chính mình chứ không phải đổ hết trách nhiệm lên khán giả những người từng rất yêu thương cô.